Vải thiều lục ngạn Bắc Giang đã bắt đầu bước vào mùa thu hoạch. Thương lái Trung Quốc cũng như khắp các tỉnh thành khác đổ về lục ngạn thu mua vải, khiến nhiều ngày nay từ sáng sớm thì quốc lộ 13 tắc nghẽn vì việc thu mua diễn ra ngay dưới lòng đường. So với năm ngoái thì giá vải năm nay rẻ hơn khá nhiều. Từ nhiều năm nay, các hộ dân trồng vải tại lục ngạn vẫn trông chờ những hình thức hỗ trợ thiết thực hơn từ phía các cơ quan chức năng để vải thiều có thể đến được với các thị trường ngoại khác với mức giá tốt hơn ngoài thị trường Trung Quốc. Hàng nghìn xe thổ vải kèn đặc trên quốc lộ 31, đoạn qua Phú Kim, Phượng Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang. Cả con đường rực lên một màu đỏ của lớp lớp những sọt vải đang đổ về các điểm thu mua nằm dọc theo Phú Kim, lên đến khu vực kép thị trấn Trũ. Những ánh nhìn sốt ruột chờ đợi để nhích từng cm dưới ánh nắng gay gắt. Giá vải năm nay so với năm ngoái rẻ hơn. Đây cân nhỉ, cỡ độ 8-9 nghìn. Mà hàng đẹp thì cũng được 10.000. Hàng đẹp tức là vải ngon, loại vải đánh giá là loại 1, hàng đỉnh của vải thiều lục ngạn. Tuy nhiên, hàng loại 1 hầu hết lại được xuất sang thị trường Trung Quốc bởi thương lái trả giá cao hơn. Chủ yếu là bán cho thương lái Trung Quốc. Giá của nó thì đầu vụ cũng chỉ được 20, nhưng đến bây giờ nó chỉ được 13-14. Không bao giờ, tôi khẳng định một điều là chưa bao giờ khách Việt Nam được ăn vải loại 1 ở lục ngạn. Năm nay sản lượng vải thiều sẽ xuất khẩu sang các nước khoảng 40%, còn 60% chủ yếu là tiêu thụ thị trường trong nước ở các thành phố lớn và các tỉnh phía Nam. Thì trong 40% ấy thì chúng tôi dự kiến xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc khoảng 95%. Khoảng 40.000 hộ trồng vải tại huyện Lục Ngạn, Bắc Giang từ nhiều mùa vải này vẫn đang đau đáu trông chờ vào việc tìm đầu ra cho quả vải. Nhìn thực trạng thu mua vải thiều tự phát của người dân khiến quốc lộ 31 tắc nghẽn như hiện nay, có thể hiểu được phần nào vì sao có những mức giá khác biệt chênh lệch nhau lớn như trên. Bởi lẽ thiếu sự điều chỉnh, giám sát trên toàn bộ giá cả, sức mua, thị trường vải thiều hàng năm cao hay thấp hầu như do chính thương lái nước ngoài quyết định. Trên thực tế, cũng đã có một vài giải pháp để thay đổi thực trạng thị trường vải thiều tại Lục Ngạn, Bắc Giang. Hiện nay thì là cũng huyện cũng đang phối hợp với Bộ Khoa Công Nghệ để phối hợp bên đây thí điểm là sản xuất là cái xuất một cái số lượng vải sang Nhật, để thứ nhất là để bảo quản theo cái công nghệ kết, để công nghệ tế bào, sau đó thì để giới thiệu sản phẩm sang bên đấy, và hy vọng trong những năm tới thì sẽ làm tốt cái việc này, thì trong những năm tới thì sẽ có khả năng xuất khẩu sang nhiều hơn. Dù vậy, câu chuyện về tìm đầu ra cho vải thiều không chỉ còn phụ thuộc vào thương lái Trung Quốc, vẫn đang chỉ là mô hình thí điểm và sẽ còn cần rất nhiều thời gian để trở thành hiện thực.